cập nhật thành tích của đoàn thể thao Việt Nam sáng ngày 10 tháng 12. Bình luận viên Quang Huy nhận định cho trận U22 Việt Nam, U22 Indonesia. 9 cầu thủ U22 Singapore trốn đi đánh bài sau kết quả nghèo nàn ở SEA Games 30. Ngành thể thao hứa xử lý vụ thần đồng bơi bị đúp trước SEA Games 30. Thông tin bất ngờ về nữ cầu thủ Thái Lan bị miệt thị giới tính. Tính đến 11 giờ ngày 10 tháng 12, các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam đã đem về 2 tấm huy chương vàng, 2 tấm huy chương bạc và 1 chiếc huy chương đồng. Những người đem về huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam cũng có Nguyễn Thị Oanh ở nội dung chạy 5.000m nữ và Trần Tấn Triệu ở nội dung bơi 10km nam. Với những kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 81 huy chương vàng, 80 huy chương bạc và 94 huy chương đồng, xếp dưới đoàn thể thao Thái Lan với 84 huy chương vàng, 92 huy chương bạc và 103 huy chương đồng, cùng với đoàn thể thao nước chủ nhà với 138 huy chương vàng, 102 huy chương bạc và 107 huy chương đồng. Tôi thấy tự tin trước trận đấu gặp Indonesia. Indonesia đã gây ra khó khăn cho Việt Nam ở vòng đấu bảng. Lúc ấy chúng ta có những cái sai sót cá nhân và Indonesia thì đá theo cái cách đá cửa dưới khiến cho Việt Nam khó khăn. Việt Nam gặp Indonesia và Singapore thì khó khăn hơn là gặp Thái Lan và Campuchia. Những cái gì thuộc về sức mạnh của Việt Nam đã được thể hiện rất rõ ở trận đấu gặp Campuchia. Và trong cái mặt sân thế này, với cái bầu không khí thế này thì có lẽ sơ đồ chiến thuật 3-5-2 là cách chúng ta nên lựa chọn. Tôi biết là Tiến Linh có thể khỏe mạnh trở lại rồi và có thể là sẽ đá 3-5-2 để có cái áp đặt cũng như cái chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công được nhanh. Bộ ba tiền vệ giữa sân, Đức Chiến thì đá giống như là trụ, Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức. Tôi nghĩ là cái tam giác này hoạt động như vậy rất hiệu quả. Thanh Thịnh, Trọng Hoàng là hai biên, rồi là ba trung vệ vẫn là Đoàn Văn Hậu, Thành Trung, Tấn Sinh. Văn Toản thì đã chứng tỏ được nhiều ở trận đấu trước và cũng nên để phát trình. Tôi đặc biệt thú vị với cái cách phối hợp giữa Hà Đức Chinh và Tiến Linh, và có lẽ cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có một khẩu súng hay nào thực sự, thì tôi cũng kỳ vọng họ sẽ cùng nhau nhả đạn ở trận chung kết và sẽ làm nên bước ngoặt lịch sử cho đội Việt Nam. Tôi thích một hình ảnh là đội Việt Nam nhập cuộc chủ động. Hết hiệp 1 đã thi đấu theo kiểu có vốn rồi. Thế sau rồi cuối trận mọi chuyện đơn giản, thì Quang Hải vào sân để mà tận hưởng những phút cuối cùng của trận đấu trước khi liên tục nhận huy chương vàng. Tôi thích một hình ảnh như thế, chứ còn thực ra chấn thương Quang Hải thì không phải quá nặng, nhưng mà cần thời gian nghỉ ngơi và về việc mặt cỏ nhân tạo rất dễ tái phát chấn thương. Thì nếu như chưa bình phục hoàn toàn 100% mà phải ra sân để lao động nặng ấy, thì tôi thực ra không thích làm cái chuyện này. Thực tế đội tuyển không có Quang Hải thì mất đi những cái đường bóng độc đáo của Quang Hải, nhưng mà các vị trí còn lại thì cũng đã chơi rất là tốt, những cái sự bổ sung thay thế cũng rất hợp lý. Thì tôi nghĩ là một người như Quang Hải thì cũng xứng đáng vào sân những phút cuối để tận hưởng không khí, nhưng mà hy vọng lúc đấy chúng ta đã rất thuận lợi rồi và đến lúc vào thì Quang Hải không gặp phải nhiều các cái vấn đề trở ngại trong thi đấu. Tôi nghĩ là nếu Indonesia áp đặt với Việt Nam, họ sẽ sập bẫy giống như Campuchia. Nếu mà đá áp đặt chưa chắc họ bằng được Campuchia, nhưng mà cái hay của họ là năm nay họ đá một cái cách chơi sát sàng đá cửa dưới, dựa vào hàng thủ vững chắc và ở trên thì có những pha phản kích nhanh. Có thể họ sẽ chơi theo cái cách như thế và sẽ tìm cách để mà đưa trận đấu vào thế cù cưa và có thể là đưa trận đấu vào thế đua sức nữa để Việt Nam khó chơi. Tôi không nghĩ là họ có thể chơi đôi công hay là tấn công Việt Nam, mà họ sẽ thử thách kiên nhẫn của cầu thủ mình. Và khi cầu thủ nhà mình là có những cái thiếu kiên nhẫn thì bộc lộ sơ hở. Năm nay nếu mà chúng ta giành huy chương vàng thì rất là ý nghĩa, bởi vì thể thao Việt Nam năm nay là tròn 30 năm hội nhập. Chúng ta cũng đã lỡ dở huy chương vàng nhiều lần rồi, thì bây giờ là một cơ hội lịch sử để mà có thể giành được huy chương vàng. Thời điểm này cũng rất là xứng đáng thôi, bởi vì chúng ta lực lượng tốt, bóng đá Việt Nam đang đi lên, là nhà vô địch của Đông Nam Á về đội tuyển. Thì nếu như U23 vô địch Đông Nam Á tại SEA Games thì cũng rất xứng đáng thôi. Chúng ta cũng có một kỳ SEA Games thành công, đội nữ cũng đã mang vàng về rồi. Và ngay cả một môn như quần vợt, cái huy chương vàng quần vợt đơn nam chúng ta cũng có rất là quý như vậy. Thì trong một bầu không khí thế này, nếu có thêm huy chương vàng đá nam thì sẽ là một cái sự bổ sung cuối cùng một cách hoàn hảo cho kỳ SEA Games thành công của thể thao Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Singapore vừa công bố thêm 3 cái tên vi phạm kỷ luật nặng nề trong quá trình thi đấu tại SEA Games 30. Đó là Sahiran, Hami Sahin và Saifullah Abba. Đáng nói, trước 3 cầu thủ này, đã có 6 cái tên khác trong đội hình của U22 Singapore bị phát hiện trốn đi đánh bài ở Casino Sole, cách không xa căn cứ của đội tại khách sạn Century Park ở Manila. Hành động đáng trách của các cầu thủ U22 Singapore diễn ra chỉ vài giờ sau khi họ để thua 0-3 trước U22 Thái Lan tại vòng bảng. Liên đoàn bóng đá Singapore cho biết đây là hành vi không thể chấp nhận và chắc chắn sẽ đưa ra những hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Tuy nhiên, hình phạt cụ thể như thế nào vẫn đang được bàn bạc.
và sẽ công bố trong thời gian sắp tới. Thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kinh Sơn cho biết anh đã bị đình chỉ ở trường giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trong thời gian đi tập huấn chuẩn bị SEA Games cách đây 5 tuần. Nguyên nhân là Kim Sơn đã nghỉ quá 45 ngày quy định. Tuy nhiên, đến ngày thứ 60, nhà trường mới gọi điện để báo cho gia đình. Anh kể lại, ba mẹ tôi đã lên gặp riêng thầy hiệu phó. Thầy giải thích rất đàng hoàng, nói rằng thầy xin lỗi vì nhà trường không hề được báo về sự việc tôi đi tập huấn. Thầy nói rằng giờ thì không giúp được nữa vì điểm đã lên bảng điểm điện tử. Ba mẹ tôi nghe xong liền lên gặp trưởng phòng quản lý huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Họ nói với ba mẹ tôi rằng vận động viên không nên cho đi tập huấn mà phải ở nhà để học và thi. 2 năm trước, Kim Sơn là hiện tượng của làng bơi Việt Nam và Đông Nam Á khi giành huy chương vàng ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, lập kỷ lục SEA Games lúc mới 15 tuổi. Tuy nhiên, sau 2 năm, Kim Sơn không thể bảo vệ được vị trí. Người chiến thắng là một thần đồng mới của môn bơi, đó là Trần Hưng Nguyên. Kim Sơn tin rằng anh không thể tập trung thi đấu do ảnh hưởng tâm lý quá nặng từ việc bị đuổi học. Tôi rất bức xúc vì việc này, tâm lý tôi rất nặng, phải lo cho nhiều thứ. Tôi 17-18 tuổi, phải đi học lại, bằng mấy em thua mình mấy tuổi. Chuyện này tôi mang theo từ trước khi đi Hungary và tới hôm nay mới được giải tỏa hết. Trường đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn khẳng định: "Tôi mới biết chuyện này cách đây 40 phút và đã tìm hiểu qua. Chúng ta được biết vận động viên chuyên nghiệp phải thi đấu và tập huấn suốt. Rất nhiều vận động viên học mãi chưa ra trường do điều kiện thời gian. Đây cũng là trường hợp cần rút kinh nghiệm cả về phía trung tâm, liên đoàn và cả gia đình qua nắm bắt thông tin. Tôi được biết Kim Sơn tập luyện, gia đình muốn đưa em ấy sang Hungary, chúng tôi ủng hộ đề nghị đó. Gia đình quyết tâm làm việc với liên đoàn và chúng tôi đã đồng ý. Thời gian đó Sơn đang phải học nên có trục trặc với trường này. Tổng cục sẽ có chỉ đạo đặc biệt cho Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 2, Liên đoàn bơi Việt Nam và Hiệp hội bơi cùng giải quyết. Tối ngày 9 tháng 12, đội tuyển bơi Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu. Cá nhân Kim Sơn kết thúc giải với 2 giải huy chương đồng cá nhân và 1 huy chương bạc đồng đội. Ở tuổi 17, Kim Sơn có tương lai rất dài ở phía trước. Nếu xử lý xong các vấn đề ngoài chuyên môn, anh vẫn sẽ là hy vọng lớn của bơi lội Việt Nam trong tương lai. Kanjana Sungwen, ngôi sao của tuyển nữ Thái Lan bị nhiều cổ động viên Việt Nam nghi ngờ về giới tính, hóa ra lại được mến mộ đặc biệt ở quê nhà. Cô là ví dụ điển hình của người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp tâm hồn, tỏa sáng như tài năng thể thao chứ không phải hình thức bên ngoài. Ít ai ngờ rằng, ban đầu Kanjana xuất thân là một vận động viên điền kinh, chứ không phải cầu thủ bóng đá. Kanjana cũng là cầu thủ nữ đầu tiên thuộc đội U19, được gọi thẳng lên tuyển quốc gia. Một bước tiến mà ngay cả những đồng nghiệp nam giới cũng phải ao ước. Năm nay 33 tuổi, Kanjana đã đạt được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp quần đùi áo số. Cô thậm chí từng là người hùng của đất nước Thái Lan khi lập cú đúp vào lưới Việt Nam năm 2014 và đưa đội tuyển nữ Thái Lan tham dự World Cup. Dù đang ở Philippines cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu chung kết gặp U22 Indonesia, trợ lý Đinh Kim Tuấn, cán bộ phục vụ của đội tuyển U22 Việt Nam đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được tin ở quê nhà vợ anh đã sinh một bé trai đáng yêu vô cùng. Tối ngày 8 tháng 12, trong khoảnh khắc cả nước đang vui mừng trước vô địch SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam, anh Tuấn âm thầm đăng lên Facebook cá nhân vài dòng ngắn gọn chia sẻ niềm vui khi biết tin ở Việt Nam con trai đầu lòng của anh đã chào đời. 3 ngày trước đó, vợ của trợ lý Đinh Kim Tuấn cũng tâm sự: "Số phải xa nhau suốt thôi, năm nay sắp có cục vàng rồi, mấy ngày nữa thôi là ba về với mẹ con mình rồi. Đợi ba về ba đón em ra nha Rio, về Mario, đã nhanh chóng chào đời." Trợ lý Đinh Kim Tuấn có lẽ cũng đang mong ngóng ngày trở về để ôm về đứa con trên tay và sẽ thật tuyệt vời nếu anh trở về với chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, đội kiếm thủ nữ đã đem về một chiếc huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong trận chung kết, các cô gái cờ đỏ sao vàng đã thua sát nút Thái Lan với tỷ số 40-45, nhưng thành tích đó vẫn được coi là một thành công lớn. Không những vậy, đội kiếm thủ nữ Việt Nam nói chung và Lê Minh Hằng nói riêng càng được chú ý khi sở hữu gương mặt vô cùng thanh tú. Khoảnh khắc Minh Hằng khoe chiếc huy chương trên trang cá nhân, cộng đồng mạng mới vỡ lẽ trong đoàn thể thao Việt Nam sang dự SEA Games 30 lại có một mỹ nhân xinh đẹp đến vậy. Hóa ra ngoài đấu kiếm, Minh Hằng còn đang từng bước xây dựng sự nghiệp người mẫu ảnh, điều mà rất ít vận động viên chuyên nghiệp làm được. Hiện tại, trang Facebook cá nhân của cô đã có hơn 14.000 người theo dõi. Cư dân mạng đã bày tỏ phẫn nộ với công tác trọng tài ở trận đấu giữa đội tuyển bóng rổ Việt Nam và Thái Lan tại bán kết SEA Games 30. Nhiều ý kiến cho rằng các quyết định khó hiểu của tổ trọng tài đã cướp đi chiến thắng của đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Tổ trọng tài bao gồm Gen Chun Yip người Hồng Kông, Fenian Bakuo người Philippines và Hajiato Sujario người Indonesia. Theo cộng đồng mạng, những quyết định có phần sửa ép của tổ trọng tài đã gián tiếp cướp đi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Điển hình là hai lỗi kỹ thuật khó hiểu dành cho Trần Đăng Khoa và Dư Minh An, hay tình huống thổi lỗi chạy bước không rõ ràng của Đặng Quý Kiệt. Những quyết định có phần khó hiểu của tổ trọng tài đã khiến cả Minh An và Trần Đăng Khoa sớm phạm foul trouble và không thể tham gia phòng ngự quá máu lửa như trước.
trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Kevin Jurkert cho biết, thằng Thép Bằng nói, đây là một trận thua quá đáng tiếc cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong thể thao, ta phải có kẻ thắng, người thua, và bóng rổ cũng không phải ngoại lệ. Chúng tôi đã từng có thời điểm dẫn trước tới 4 điểm, nhưng mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh, và Thái Lan đã tận dụng tốt cơ hội để ghi 8 điểm liên tiếp. Họ có những cầu thủ xuất sắc, lấy kinh nghiệm và họ đã giành lấy chiến thắng. Đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ có trận đấu tranh chiếc huy chương đồng diễn ra lúc 14:45 hôm nay, ngày 10 tháng 12. Nhà vô địch gốc Việt của One Championship Martin Nguyễn vừa có lời khuyên các võ sĩ Việt Nam hãy nỗ lực giành chiến thắng knockout để không bị trọng tài xử ép. Cụ thể, nhà vô địch của One Championship cho biết thêm rằng các võ sĩ Việt Nam hãy bị tay lại mà đánh và mặc kệ những thứ xung quanh khi thi đấu ở những sân chơi khu vực nơi thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vấn nạn trọng tài thiên vị cho các võ sĩ chủ nhà. Còn nhớ ở ngày thi đấu chiều 9 tháng 12 vừa qua, võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng được cho là bị trọng tài xử ép tại SEA Games 30 trong trận chung kết hạng cân 81kg dành cho nam. Võ sĩ Việt Nam thi đấu tốt hơn so với đối thủ người Thái Lan, nhưng chung cuộc lại phải nhận thất bại. Thay mặt toàn thể đội tuyển U22 Việt Nam, tôi xin được chúc mừng thành tích giành huy chương vàng SEA Games 30 của đội tuyển nữ Việt Nam trong ngày hôm qua. Một trận đấu rất là khó khăn và các cầu thủ nữ đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn cũng như là vào sân chiến đấu tinh thần quả cảm để giành được chức vô địch. Sau trận đấu thì có tuyển thủ nữ Hồng Nhung cũng đã phải nhập viện cấp cứu, tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại Hồng Nhung đã sớm xuất viện và có được sức khỏe ổn định hơn. Hy vọng Hồng Nhung sẽ có được cái sức khỏe tốt nhất để tham gia cổ vũ đội U22 trong trận đấu ngày mai, và toàn thể đội U22 xin hứa sẽ quyết tâm đoàn kết tự tin giành được chức vô địch, giành được huy chương vàng bóng đá nam đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong SEA Games 30 này. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.